nằm trong kế hoạch tiêm chủng quốc gia phòng COVID-19 năm 2021-2022. Quân khu 5 được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, cấp phát vaccine ngừa COVID-19 cho 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu. Những ngày qua, ngay khi có lệnh, lực lượng vận chuyển áp tải của đội quản lý kho vaccine quân khu 5 đã không quản ngày đêm nỗ lực chuyển vaccine tới các địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Hôm nay, Thiếu tá Trần Văn Hùng, phân đội trưởng phân đội kho vaccine quân khu 5, đang cùng anh em trong đội tổ chức chuyển 3.500 liều vaccine lên xe chuyên dụng để vận chuyển đến Bệnh viện Quân y 13 và Sư đoàn 2 quân khu 5. Được chứng kiến toàn bộ quy trình cấp vaccine mới thấy được sự chặt chẽ, khắt khe của quá trình này. Từ việc kiểm tra, so sánh nhiệt độ cabin xe, rà soát số lượng, mẫu vaccine, đóng gói. Trong quá trình vận chuyển thì các lực lượng áp tải hàng, áp tải vaccine cũng như vật tư y tế thì thực hiện đầy đủ tất cả các cái quy trình mà được Bộ Y tế quy định, cũng như đảm bảo cái khoảng nhiệt độ an toàn trong quá trình vận chuyển vaccine. Trước đó, tất cả lực lượng tham gia vào nhiệm vụ này đều đã được tập huấn kỹ càng, nắm chắc quy trình vận hành, bảo quản vaccine và xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình vận chuyển. Đặc biệt, các xe phải chạy liên tục, không dừng để đảm bảo nhiệt độ thùng lạnh của xe duy trì ổn định, đồng thời phải đảm bảo các quy định an toàn vệ sinh phòng dịch trong quá trình vận chuyển và giao vaccine. Trong quá trình vận chuyển thì luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối, nắm chắc cái tình trạng kỹ thuật phương tiện và quy trình vận chuyển vaccine, làm sao để đến được cái địa phương trên địa bàn quân khu mình một cách nhanh nhất và an toàn nhất. Sau khi tiếp nhận 14 xe vận chuyển vaccine, thì đơn vị cũng đã tiến hành phối hợp với phòng xe máy để bảo quản, kiểm định, kiểm tra, đo nhiệt độ của các cái thùng xe đông lạnh để bảo đảm cái nhiệt độ tốt nhất trong quá trình vận chuyển vaccine. Đến nay, kho đã tổ chức vận chuyển thành công trên 10 tấn vật tư y tế và gần 300.000 liều vaccine đến các tỉnh thành địa bàn quân khu. Sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng đã góp phần đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng quốc gia, qua đó sớm ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch.